Hôm qua, Sở Giao thông Vận tải An Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và đối thoại với công chức, viên chức, người lao động 6 tháng đầu năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành giao thông vận tải và công bố quyết định tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chính tập thể và năm cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đối thoại với công chức viên chức người lao động của đơn vị Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải An Giang cho rằng, 6 tháng đầu năm 2023, tập thể đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phối hợp hiệu quả với các ban ngành của tỉnh, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức người lao động được quan tâm đúng mức, từ đó giúp công chức viên chức người lao động yên tâm công tác. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cũng lắng nghe và giải trình thỏa đáng những ý kiến của công chức viên chức người lao động tại hội nghị.